chào mọi người, giới thiệu với mọi người đây là dàn máy giặt ghế sofa cầm tay Superfast mà hiện tại bên em đang nhập khẩu trực tiếp và phân phối trên thị trường. Dòng máy cầm tay Superfast này có công suất của nó là 980W. Dòng này có 6 tốc độ điều chỉnh và tốc độ vòng quay lên đến 4.500 vòng trên 1 phút. Dòng máy mài cầm tay này, dòng máy giặt ghế sofa cầm tay này thì bên em hiện tại đang cung cấp cho các đơn vị vệ sinh công nghiệp, vệ sinh ghế sofa hoặc là sử dụng cho gia đình. Máy có thể kết hợp với những bàn chải như thế này để phục vụ cho những chức năng hoặc là những nhu cầu vệ sinh khác nhau của khách hàng. Hiện tại thì bên em đã có các dòng bàn chải như này, dòng bàn chải mềm nhất là loại màu trắng mịn như này, cài sử dụng cho ghế da, những cái bề mặt dễ bị xù lông hoặc là những bề mặt nhạy cảm. Bàn chải màu đen này thì sử dụng cho những cái ghế thông thường, ghế vải thông thường như là ghế nỉ hoặc là đệm, thảm nhỏ, thảm mini. Bàn chải đỏ này là cứng, dùng để vệ sinh những cái sàn gạch, lavabo hoặc là những cái diện tích sàn gạch nhỏ, cầu thang. Và một loại bàn chải cuối cùng đó là bàn chải kim cương, dòng này thì để đánh bóng đá và phục hồi những cái bề mặt sàn đá bị ố, gồ ghề hoặc là những cái bề mặt bị những vết bẩn lâu ngày không có thể chà ra được. Thì cách lắp bàn chải thì cũng đơn giản thôi, cần lắp vào máy như thế này và sử dụng. Dòng này thì có 6 tốc độ điều chỉnh và cầm rất là nhẹ, không bị mỏi và sử dụng rất là dễ dàng. Dùng dòng điện của nó là 220V điện dân dụng gia đình thì có thể sử dụng ở mọi công trình khác nhau. Hiện tại thì bên em đang nhập khẩu trực tiếp và giá ưu đãi cho các anh chị vệ sinh nào làm vệ sinh công nghiệp, anh chị làm nghề. Thì anh chị nào có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em, bên em mang tốt còn có cả cửa hàng ở 3 miền Bắc Trung Nam.